Anh ơi, đừng, đừng bỏ đi mà. Con của chúng ta, nó còn chưa nở chào đời nữa. Hồ Tinh à, giờ ngươi đã xấu xí rồi, ta không cần tới ngươi nữa. Còn cái lũ con này, ngươi cứ nhận bọn chúng nuôi đi, ta không thèm đâu. À, rồng thần, sao, sao chàng lại thay đổi nhanh đến như vậy? Lúc trước chàng còn mê vãn, nó yêu thương tôi rất nhiều mà. À, con của chúng ta nở rồi kìa. Bọn chúng thật dễ thương. Hay, hay ở lại, cùng, cùng em chăm sóc bọn chúng đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cha ơi, cha ơi, chúng con đói quá à, chúng con muốn bú sữa. Chết tiệt, nhưng cái trứng đó sao lại nở ra cái bọn quái quỷ gì thế này? Rồng chẳng ra rồng, hù chẳng giống hù. Này, Hù Tinh, bọn người lén phén đi ăn nằm với kẻ nào khác nữa à? Không, không, từ lúc thiếp gặp chàng, hai chúng ta luôn quấn quýt bên nhau. Rồi chàng làm cho thiếp có bầu, đến khi sinh con, luôn có mặt chàng ở đây. Thiếp không giây phút nào ngó lơ mà đi ngoại tình cả. Chàng, chàng hãy ở đây chăm sóc con cùng với thiếp đi. Đừng có mơ, người xấu xí như vậy ta không thể nào chung thủy được đâu. Ta đi đây. Mẹ, mẹ không sao đâu. Kỳ Lân Úc, đừng, đừng lo lắng cho mẹ. Không, không, mẹ ơi, mẹ không được chết. Đợi, đợi con kêu các anh quay trở về thăm mẹ. Không kịp đâu con, đừng làm phiền bọn chúng. Từ lúc cha của con bỏ đi, mẹ, mẹ phát ra bệnh mà không chữa được. Mẹ cũng biết mẹ sống không được bao lâu cả. Đến lúc rồi, mẹ, mẹ sẽ xuôi tay nhắm mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sẽ lập tức lên đường tìm các anh về đây. Mẹ không được chết. Đừng đi, đừng đi. Hả, hình như có mùi của sinh vật lạ tới đây. À, thì ra là một trong bốn đứa con rơi. Cậu tập chủng của con Hù Tinh ở phía sau núi kia mà. Mẹ kiếp, lũ thằng lăng nham thạch ở đây. Chúng ta không phải là cậu đã tập chủng. Chúng ta không có cha, cũng có mẹ đàng hoàng. Chết tiệt, cái thứ cậu tập chủng kia dám giết đồng loại của bọn ta. Người có cha, mày cha người ở đâu? Nhìn người không giống loại gì hết. Chắc mẹ người ăn nằm một lúc với mấy chục thằng nên mình sinh ra bốn anh em các người chứ gì. Khốn kiếp, khốn kiếp. Lũ chết tiệt này, ta sẽ giết hết các ngươi. Mẹ ta sắp mất rồi, ta phải cấp tốc đi tìm ba anh em còn lại của ta. Vậy mà các ngươi ở đây nói xấu mẹ con ta, ta sẽ tàn sát hết dòng lỡ các ngươi. Hả, không hay rồi, không hay rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Đừng để con Kỳ Lân bóng đêm đó tàn sát chúng ta nữa. Nếu không chúng ta sẽ bị diệt vong đó. Chỉ tại các ngươi nhiều chuyện, thích soi mói cuộc sống của người khác thì phải nhận lấy hậu quả như thế. Lũ yêu tinh, hôm nay sẽ là ngày tang của các ngươi, chịu chết đi. Đó, đó là tiếng của anh ba Kỳ Lân Lửa. Anh ấy ở gần đây. Chết tiệt, yêu tinh ở đâu sao nhiều thế này? Anh ba ơi, là em đi, Kỳ Lân Úc đi. Kỳ Lân Úc bóng đêm, sao em không ở nhà đi? Tới đây nguy hiểm lắm, nhiều yêu tinh quỷ quái. Còn mẹ đâu, sao em không chăm sóc mẹ? Mẹ chuyển bệnh rất nặng. Em đi kêu các anh quay về gặp tặng mẹ lần cuối. Cô kiếp, cái gì chứ? Chết tiệt, mẹ của chúng ta. Tất cả là do tình cô kiếp đó. Tất cả là do tình rồng thần đó. Không còn nhiều thời gian đâu, em còn phải cấp tốc đi tìm anh hai Kỳ Lân Nước và anh tư Kỳ Lân Độc nữa. Nhưng được đi tới nhà của họ rất nguy hiểm. Được rồi, anh sẽ bảo hộ cho em. Chúng ta cùng nhau đi, tiến lên thôi. Anh ba ơi, đi chờ em thôi, đi từ từ thôi. Chúng ta cũng đã tới nhà của anh hai rồi nè. Nhanh chóng vào trong đi. Anh hai ơi. Trời đất quỷ thần ơi, vợ ơi, sao em lại nói những câu tổn thương với anh như vậy? Anh đã sống vì em, làm tất cả mọi chuyện vì em, chỉ biết mỗi mình em. Vậy mà em lại thốt lên những lời đắng cay như thế. Anh hai lại cãi nhau với mụ vợ xấu xa của anh ấy rồi. Từ ngày tôi lấy anh, tôi phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Đổi lại, anh chẳng đáp ứng cho tôi được cái nhu cầu nào cả. Mấy con yêu tinh đực khác
luôn ngưỡng mộ tôi, luôn muốn cua tôi, tặng cho tôi biết bao nhiêu quà kia kìa. Em nói cái gì chứ? Này, anh hai, hãy bỏ mụ yêu tinh xấu xa đó đi, mau theo chúng em về thăm mẹ. Mẹ gặp chuyện không hay rồi. Hả? Kỳ lân lứa, còn có cả kỳ lân út nữa. Hay em nói gì? Mẹ gặp chuyện không hay à? Đúng rồi đó anh hai, bệnh của mẹ chuyển biến ngày càng nặng, chắc có lẽ mẹ không sống nổi nữa đâu. Nhanh chóng về nhìn mẹ lần cuối đi. Này, không có được đi đâu hết. Mụ ta chết thì kệ mụ ta. Cái mụ già xấu xí đó bị chồng bỏ thật là đáng. Còn ông nữa, ông mà đi là tôi ly dị ông đó. Ở nhà mà lo tìm kiếm thức ăn về hầu hạ tôi đi. Câm mồm đi cái con yêu tinh kia. Người không có quyền xí nhục mẹ của ta. Người nói cái gì? Anh hai của ta mù quáng, nhu nhược, mới theo người tới đây sinh sống. Nhưng dẫu gì, anh ấy cũng là con trưởng của mẹ ta. Bây giờ mẹ ta sắp lâm chung, anh ấy phải về nhìn mặt. Khốn kiếp, dám tới nhà của ta rồi lớn giọng à. Kỳ lân nữa, mau đuổi bọn chúng đi đi. Kỳ lân nữa, kỳ lân út, hai em. Anh hai, con mụ xấu xa này không xứng đáng làm vợ anh đâu. Để em giết mụ ta luôn. Dài. Không, kỳ lân nữa, em làm cái quái quỷ gì vậy? Bình tĩnh đi anh hai, em giải thoát cho anh thôi. Trên đời này thiếu gì yêu tinh cái chứ. Để em giới thiệu cho anh một lúc mấy chục em xinh đẹp khác. Thậm chí nếu anh muốn bạn gái của em cũng nhường cho anh luôn. Được rồi, bỏ qua cái chuyện này đi. Chúng ta phải đi tìm kỳ lân độc, rồi bốn anh em chúng ta về thăm mẹ. Thôi được rồi, được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi nào. Nhưng hãy cẩn thận, trên đường đến nhà của kỳ lân độc rất nhiều yêu tinh quỷ quái. Bọn chúng rất mạnh, có thể lấy mạng bất cứ sinh vật nào lơ ngớ đi ngang qua đây. Các em hãy cẩn thận. Anh hai à, đừng quá lo xa. Có lẽ anh đã bị vợ hành hạ, trấn áp nên lúc nào cũng nghĩ mình yếu đuối. Nhưng thực chất lũ yêu tinh này không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta là loài kỳ lân đặc biệt, thừa hưởng sức mạnh từ mẹ, có được phép thuật từ cha, nên lũ yêu tinh này chỉ là cỏ rác đối với chúng ta mà thôi. À, hay lắm, hay lắm. Có lẽ em nói đúng. Anh đã bị giam cầm ở nhà quá lâu rồi, không ra đường, không chiến đấu, nên anh trở nên hèn nhát như thế này. Được rồi, nhanh chóng đến nhà của kỳ lân độc thôi. Nhìn kìa, nhìn kìa, là tinh rộng thần khổ kiếp đó. Không lẽ kỳ lân độc qua lại với hắn hay sao? Cái gì chứ? Anh hai, đừng ở đây đón già đón non nữa, mau tới chỗ của kỳ lân độc xem như thế nào đi. Kỳ lân độc, khổ kiếp, rộng thần, người đã làm gì em ấy? Hả? Gì đây? Đám quái gì này? Sao các ngươi lại tập trung đầy đủ thế này? Tình khổ kiếp, rộng thần, chính người đã bỏ rơi mẹ ta mười mấy năm nay, khiến cho bà ấy không một ngày nào được yên bình. Bà ấy đã đổ bệnh, anh em ta muốn hội hợp với nhau để về thăm bà ấy. Thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lần này bọn ta sẽ báo thù cho bà ấy. Ủa, mẹ của các ngươi có liên quan gì tới ta? À, không lẽ mẹ của các ngươi là con hưu tinh già nua đó hay sao? Thật không ngờ ta lại gặp các ngươi ở đây. Ta vừa mới quen một con hồ ly tinh chín đuôi. Nó bảo nó rất thích ăn trái tim của kỳ lân, nên ta tới đây lấy tim của con kỳ lân độc này. Chưa kịp ra tay thì thêm ba con kỳ lân nữa xuất hiện. Hay lắm, vậy thì ta sẽ lấy hết tim của các ngươi để cho bồ nhí cáo chín đuôi ta ăn. Chết tiệt, thứ bẩn thỉu như ngươi mà cũng được gọi là trọng thân à. Hôm nay bọn ta sẽ thay chơi hành đạo, đại khai sát giới. Nào, kỳ lân út, mau giúp đỡ hồi sinh lại kỳ lân độc đi. Em biết rồi. Nào anh Tư, kỳ lân độc, hãy tỉnh dậy nào. Lại khổ kiếp, các ngươi đoàn kết đó, biết nương tựa lẫn nhau. Bây giờ các ngươi định giết chết ta hay sao? Các ngươi nên nhớ rằng ta là long thần, còn các ngươi chỉ là những sinh vật quái dị tạp chủng mà thôi. Khổ kiếp, kể từ nay thứ này không phải là ruột thịt cha con gì với chúng ta. Anh em, mau tiến lên giết chết thứ khổ kiếp này đi. Ngươi là lũ thấp hèn mà đòi làm con của ta hay sao? Đến lúc rồi, ta không nói nhiều với các ngươi nữa. Ta
sẽ moi hết tim của các ngươi để cho bồ nhí cao chín đuôi ta thưởng thức. Các anh em, điểm yếu của tên trọng thần này chính là sợi gân của hắn. Mau kéo sợi gân của hắn ra đi, chắc chắn hắn sẽ chết. Hay lắm, cuối cùng bốn anh em chúng ta đã đoàn kết giết chết được thứ nghiệp chủng đó rồi. Nào, nhanh chóng lên đường thăm mẹ của chúng ta thôi. Mẹ của chúng ta sắp qua đời rồi.